Dạ, con xin phép đặt câu hỏi đầu tiên liên quan về pháp hành. Dạ, thưa sư cho con hỏi, có một lần khi con ngồi và chú tâm vào hơi thở được một lúc, đến khi cơ thể yên thì con chợt thấy khoảnh khắc tâm sanh diệt chợt tắt. Những lần sau con cũng ngồi nhưng không còn thấy như trước nữa và cơ thể con cảm thấy khó trở về cảm giác yên như lúc trước. Xin sư chỉ dạy để con có thể thực hành quan sát thân tâm cho đúng cách. Dạ, kính tri ân sư. Có mấy điều mà hành giả cần nhớ. Về chuyện đầu tiên đó, tôi xác nhận tôi không phải là, tôi không dám nhận tôi là thiền sư, cũng không phải là hành giả. Tôi chỉ nói theo cái tôi biết trong kinh điển này. Thì cái chuyện đầu tiên có ba điều mà hành giả làm ơn nhớ giùm, không, ba chuyện quan trọng. Cái chuyện đầu tiên đó là tôi nói theo bà Chanet, nói theo bà Chanet vẫn chắc anh là phải học giáo lý. Học giáo lý, giáo lý căn bản có nghĩa là biết là cái cấu trúc, cái cấu tạo, cấu trúc của thân này, thân tâm này, nó gồm hai phần danh sắc. Thì danh là nó gồm có cái gì, không? Tâm là tâm sở. Và cái danh đó nó có nhiều cách. Con thích ví dụ nó là tứ danh quẩn, nó là thọ tưởng hành thức, hoặc đó là nó là sáu thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, hoặc là 12 xứ 18 giới, điều như vậy đó. Về danh á phải biết đó. Học sơ sơ đó, đó là sơ sơ đó, phải biết là thành đó là tâm tâm này nó gồm có xúc thọ tưởng tư mệnh quyền thân ý, hoặc là nó gồm có thọ tưởng hành thức, hoặc là nó gồm sáu thức. Ừ, nhớ sơ sơ biết 12 duyên khởi. Vô minh là cái gì? Vô minh đại khái là học giáo lý trước, cái chuyện đầu tiên của giáo lý. Thì có học giáo lý mới có cái theo dõi biết cái gì nó xuất hiện. Vì giáo lý thì mới có thể diễn cái gì đang xảy ra. Chứ còn tôi sợ nhất là nói chung chung á, thằng nay thầy này mai thầy kia, thầy kia giữ chánh niệm rồi rỗng rang rồi buông xả rồi tri vọng gì tùm lum á, mà đến khi đó mình hoàn toàn mình hoàn toàn mù tịt về cái cấu trúc của thân và tâm ấy. Thì đó tôi nói thiệt, cái đó tôi chịu thua, tôi biết đó đắt cái gì. Và mấy cái người mà ngày xưa mà gặp Đức Phật hoặc gặp ngài Sa Lợi Phất, ngài Ca Diếp rồi mà nghe một câu hai câu mà đắt thì tôi xin miễn bạc, vì họ đã học quá nhiều kiếp rồi, không? Các vị này nhìn vào cái bản tâm của họ, các vị chỉ khai thị có câu cái lời cái vốn xưa, cái vốn liếng xưa bừng sống vậy, tràn ngập dạt dào, không? Thể nhập biển pháp giới. Chứ còn mình giờ thầy cũng bằng xưa mà trò mình giờ cũng bằng mấy trò xưa nữa, không? Thầy trò vẫn bằng xưa mà cứ chê giáo lý. Tôi nghe cách hỏi tôi đã nghi rồi, nghe cách hỏi tôi đã nghi là không biết giáo lý. Mà cái người học giáo lý là họ không thắc mắc cái đó, không thắc mắc gì cục gì. Chuyện đầu tiên phòng giáo lý, chuyện thứ hai nhớ nhớ chuyện thứ nhất phòng giáo lý căn bản, biết mình là gồm cái gì. Chuyện thứ hai nhớ cái này, tu niệm xứ không hề có cái ý, không hề có, không nên có cái ý trốn chạy hay là xây dựng hay là kiếm tìm hay là theo đuổi tống khứ bất cứ cái gì nha. Nói chung là không có cái ý gọi là trốn chạy cái gì, phủ nhận cái gì, cũng không có ý theo đuổi mong đợi cái gì. Nhớ là cái linh hồn của tứ niệm xứ có nghĩa là chỉ thuần túy sống chánh niệm thôi. Cộng với cái buổi đầu đó, buổi đầu là cộng với kiến thức giáo lý và sống chánh niệm. Biết cái đó, biết cái này, biết cái đó, người cứ theo dõi hơi thở, ví dụ như theo dõi hơi thở hoặc theo dõi trong sinh hoạt lớn bé, ăn biết ăn, uống nuốt biết nuốt, cầm lên để xuống, bước đi vặn nắm cửa, xối nước xúc miệng đánh răng, biết làm gì điều đó. Rồi trong lúc đang chánh niệm thì có cái gì đó, có cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, hay là có cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ xả gì đó xuất hiện, cái gì mà nổi bật là biết cả đó, chỉ vậy thôi. Chứ không có cái ý là cầu giải thoát, cầu đắc đạo hay là
chạy trốn phiền não, rồi mong cho tôi đừng có bị cái này, mong cho tôi đừng bị cái kia. Một là chạy trốn cái nhân xấu là tham sân si phiền não, còn chạy trốn cái quả xấu là mong cho đừng có nực nữa, đừng có đau, đừng có nhức nữa, cái đó không được. Tương xứng là chỉ có chánh niệm ghi nhận cái gì đang xảy ra, chứ không có ý mong đợi gì hết nhé. Rồi có những lúc mình quên nha, có những lúc mình quên niệm thì mình cứ bỏ qua quên thôi. Thí dụ bây giờ nãy lần cuối cùng mà tôi còn chánh niệm là 6:12, tôi ngồi tôi nghĩ chuyện tầm 7 tầm 3 cho tới 6:12 cơ. Bây giờ tới lúc 7:05 tôi chợt nhớ là chết cha, nãy giờ mình nghĩ tầm 7, quay trở lại chánh niệm như cũ, không nuối tiếc, không có hồi tưởng quá khứ để mà nuối tiếc, để rây rứt nãy giờ mình thực hiện đâu luôn, bỏ coi như chuyện cũ bỏ qua tiếp tục. Còn cái chuyện mà bây giờ nó không được như trước đây thì nó quan trọng nha. Cái chuyện mà bây giờ nó thân và tâm bây giờ nó không được như trước đây thì nó quan trọng. Cái quan trọng nhất là nhận diện cái gì đang xảy ra, cái nó mới quan trọng. Chứ còn mà anh tu mình có cái lòng mong đợi là thân tâm anh phải được như cái hồi nãy, được như hồi sáng, được như hồi khuya, được như hôm qua là nó tu sai. Nhớ cái đó, mà cái này tôi nghe rồi tôi đã nghi rồi. 99,9% người nó học giáo lý, bây giờ học giáo lý không có làm vậy, không chuyện bỏ qua, chuyện đã qua thì nó qua luôn, cứ tiếp tục cái chuyện mới. Bởi vì mình dây dứt cái chuyện cũ, mình mong đợi, mình trông ngóng, mong chờ cái chuyện mới, cái chuyện cũ nó không có lợi ích gì hết, nó chỉ có bậy thôi. Bởi vì cái đó là phiền não nha. Nhớ cái chuyện đó. Thứ nhất là cái số 1 học giáo lý, thứ hai là không mong đợi, không trốn chạy, và cái thứ ba là chỉ biết có chánh niệm nha. Mặc dù cái lý tưởng của mình á, là mình nói tu giải thoát, đó là lý tưởng. Chứ còn trong lúc đang tu tập, nghe cho kỹ nha, lý tưởng cao nhất của mình hướng đến cứu cánh giải thoát, đúng. Nhưng mà trong lúc đang tu tập thì quên hết, chỉ có chánh niệm trước cái cảnh danh sách trong mắt. Giống như một người sinh viên giỏi, tôi cho nói rõ, sinh viên giỏi, một thằng sinh viên thông minh, thì lúc nó học nó chỉ tập trung nó học thôi. Chứ nó lúc đó nó không có nghĩ đến cái chuyện là mai này nó ra trường dược, rồi nó làm bác sĩ, rồi nó có tiền, nó mua du thuyền loại gì, cái nhà nó bao nhiêu cửa sổ, gara bao nhiêu mét vuông, vào được bao nhiêu xe, rồi cái nhà nó phòng khách làm sao, phòng ngủ làm sao, phòng tắm làm sao. Thằng sinh viên mà giỏi, thông minh, đầu óc bình thường, không qua trợn thì nó không có bận tâm cái gì đó. Đúng, cái lý tưởng của nó vạch ra là nó phải học trường y để làm bác sĩ, đúng, cái lý tưởng cao nhất. Nhưng trong lúc nó đang học, lúc mà nó đang ôn tập bài vở thì nó chỉ có là bài vở thôi, chứ nó không có cái chuyện mà nó xen xen rồi nó mong mà cái chuyện mà nhà nó nhiều vườn rồi hồ bơi rồi đâu, cái đó tự tào lao nha. Mà rất nhiều làm giả bị cái bệnh này, đồng ý là mình tu là nhắm cứu cánh, nhưng mà đó là lý tưởng cao nhất. Nhưng mà trong lúc đang tụ tập mình không có làm gì đó. Các bạn ở đây ai có con thì biết, một đứa học sinh giỏi đó là chỉ tập trung bài vở thôi. Mặc dù ba má nó cứ nhắc chừng, con muốn được như chú ba, con muốn được như cậu tư đó, không? Con phải ráng học giỏi, không làm được sư, làm bác sĩ, có văn phòng, có phòng mạch, rồi có tiền muôn bạc vạn. Đó là một lúc mà đó mình nói với nó. Chỉ còn căn bản một đứa bé ngoan, giỏi, mình tập trung nó học thôi nha. Chuyện cũ bỏ qua, không có dây dứt, không ái nái. Đó là câu trả lời. Dạ, chúng con chị em suy. Dạ, thì có một vị khác gửi về một câu hỏi liên quan về cái hối này xem. À, thưa sư, trong A Tỳ Đàm, tâm sở hối thuộc về tâm bất thiện, nhưng khi mình hối hận về một điều không tốt đã làm, rồi mình cố gắng để không tái phạm nữa, thì trong trường hợp này tâm hối có phải là tâm sở bất thiện không, thưa sư? Nhớ cái này, có rất nhiều người họ tu mà không cần cái hối nha. Căn cơ chúng sinh có nhiều loại. Có người đó thì họ rất cẩn thận, họ không có phạm lỗi, họ chỉ thẳng đường đi tới, họ không có chuyện gì phải dây sức hết. Đó là loại hạng thứ nhất, họ cứ thẳng đường họ đi thôi, giữ giới trong sạch, không có cái dây rứt trong giới, không có dây rứt trong tuệ, trong định, không có dây rứt trong đời sống thường nhật. Đó là người một, là người số một tốt nhất, 100 điểm. Rồi có cái hạng thứ hai đó, là có làm lỗi,
mà khoan, để tôi nói hàng thứ nhất là ai, nói thẳng luôn, đó là ngày sau là Phát Thiền Bồ Kiền Liên, ngày Ca Diếp, hoặc là như thế đủ tất đạt chịp chót á. Những vị này từ trước lúc đắc đạo, các vị không làm gì để hối đó, bây giờ họ là bậc thượng căn nè, thượng căn mà hối, mà cứ thẳng đường nó đi thôi. Rồi cái hạng thứ hai là bậc trung căn, có nghĩa là họ có lỗi lầm, họ ghi nhận ra lỗi lầm, họ có ái nái và lấy cái ái nái đó làm cái điểm mất để ghi nhận, không tái phạm nữa. Cái hối họ nó vừa đủ để họ để tạo một ấn tượng tâm lý, cái hối họ nó vừa đủ để tạo một ấn tượng tâm lý, à đừng làm nó nữa nha, không có nên. Thí dụ như trong tình kể chuyện này là có hai chuyện dài đó, tôi kể vắn tắt. Có hai ông nhà giàu đi tu, mà cái ông lớn là mình tạm gọi là ông A, còn ông không kêu lớn nhỏ đi, hai ông giàu hết đi tu. Thì tu trong núi sâu, trong đó chỉ có hai cái lụm trái cây để mà ăn, tu mà dốc lòng tu. Thì bữa đó đang ăn vậy, cái ông sư huynh ấy, mà tôi nhắc lại là hai ông đại gia nha, hai ông đại gia hết, đúng là hai ông vua. Nãy tôi kể gọn cơ, đại gia chứ kể là hai ông vua, để tôi sợ trong rừng này cả chớn nhiều quá, tôi kể vua vì nó tin nên tôi sửa là hai ông đại gia. Cái gì coi tôi khổ tâm luôn, kinh mà phải sửa lại cho nó vừa với cái đầu ngu sửng của thời nay, chứ đúng rồi, kinh trở lại ông vua. Thì cái ông sư huynh hôm nay ăn cái tự nhiên bộ miệng đó, cái này có một tí muối dễ nuốt hơn. Thì cái ông sư đệ có em có để có giấu miếng muối này. Thì sư huynh nó nghi mặt hỏi gì chứ, sư huynh tiện miệng sư huynh nói vậy thôi, chứ tụi mình trong núi là có muối. Sư đệ của nó, em có nói để có giấu miếng muối. Sư huynh hỏi ở đâu có, thì bữa hôm xuống làng ta mời đi ăn, thấy muối phải cho cũng hơi nhiều, có gói miếng đem về để ngừa bất trắc. Cái sư huynh lắc đầu, cả một cái đất nước, một lãnh thổ, một vương quốc, một ngai vàng mà mình còn bỏ được, có tí muối vậy mà em lạnh sao gì, sợ đêm nay em chết có phải phiền không, dễ sợ. Ông em quỳ xuống sám hối liền, quỳ xuống sám hối, kể từ nay nó cho quỳ xuống cho em một lô em cũng không đem về đâu. Từ đó người sư huynh tu thế nào mà sẽ để tu như thế ấy, ghê. Có hối, nhưng mà rồi thôi, chuyện ký đó thôi. Và người em dốc lòng, người sư đệ dốc lòng tu tập và chứng thiền như người anh, mà sao là cả hai người phạm tiền hết. Đó là bậc trung căn. Đấy. Còn bậc thượng căn người ta không có làm gì để có lỗi hết, như người tất đạt sao lại phất một người liên này gọi đó. Nhưng mà bậc trung căn người ta có chí lỗi, nhưng mà người ta có hối, người ta lấy cái ký hối đó để người ta làm cái ấn tượng tâm lý để mà tu, chứ họ không có lấy nó làm điểm nặng, làm cái điều nặng lắm. Còn cái người hạ căn là phạm lỗi và cứ khổ tâm dằn vặt nặng lòng với nó triền miên, đó là bậc hạ căn. Nhưng cả ba bậc này đều là người làm hết, đều là người làm hết, nhưng mà người làm có thiện, có bậc thượng, có trung, có hạ. Mà cái bậc hạ là cái bậc mình cứ để mình cứ khổ tâm suy sức này. Còn hạng thứ tư là không thuộc về thiện nhân thượng nhân, có nghĩa là làm bậy mà không biết hối hận, đó là bậc hạ là hạng thứ tư, là hạng năm ngoài. Chứ còn ba bậc đầu là thượng trung hạ, mà trong cái đó thiện nhân. Và hạng thứ tư là làm bậy mà không biết thối, đó là hạng ác nhân, không hạ nhân. Rồi ta hạ căn rồi, mình hạ nhân, hạ căn là có căn mà nó hơi thấp, còn hạ nhân là coi như là lọt sổ, không rồi nhé. Thì tùy thôi. Thì cái hối đúng là nó là bất thiện, nhưng mà người ta lấy nó, người ta xài đúng chỗ, giống như opium ở trong hành y vậy đó. Opium á phiện, xài đúng chỗ ok. Trong hành y người ta cũng xài muối, xài đường ok. Còn nếu mà muối mà xài nhiều quá thì không được, đường nhiều quá thì không được, nhưng mà muối đường mà xài đúng chỗ thì nó ok. Có hiểu không? Dạ hiểu. Ok, mà nhìn mặt cô tôi biết cô không hiểu điều đó. Dạ, nhờ cô vui đây ghi chép lại cho nên rất là quý, mình đọc lại được. Dạ, con xin phép được hỏi câu kế tiếp là của một vị gửi vào.
Thưa sư, một vị phạm bất cộng trụ có thể tiếp tục đắp y không? Nếu được thì có thể dự tăng sự không? Mà nếu không mà tiếp tục đắp y thì phạm thêm giới gì nữa? Thưa sư, dạ kính chư sư. Đã bất cộng trụ thì không có phạm thêm giới gì nữa hết, bởi vì họ đâu còn là sư nữa đâu phạm. Hiểu không? Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, đã bất cộng trụ thì suốt đời không có làm tỳ kheo nữa. Và nếu mà vị đó phạm mà biết biết trình ấy, phạm mà biết 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 trình tăng, biết nhận tội ấy, thì vị đó theo ngài Pa-ao Sa-di-đô đó, thì vị đó có thể cho tu Sa-di, vị đó cho tu Sa-di được. Nếu mà phạm xong rồi trình liền ấy, xuống tội liền ấy, thì được tu Sa-di suốt đời, nhưng mà không có được lên sẽ tỳ kheo. Đó là trường hợp phạm xong rồi nhận tội liền ấy. Còn nếu mà phạm xong mà giấu và bị người ta phát hiện, người ta trưng ra bằng cớ đó, thì đó suốt đời không có được mặc y, dầu là sẽ gì thì theo à. Nhưng mà có một điều, cái đó là cái chuyện rất là nhạy cảm, thấy không? Cái giới bằng trụ nó giống như là cái tội tử hình ngoài đời đó, tức là mình đừng có bất cẩn, đừng có bất cẩn mà chỉ trừ để đương sự biết chính xác là họ có phạm hay không. Chứ còn mình không phải người ta đó, thì mình đừng có bất cẩn mình quy kết chùm mũ ai đó phạm bất trụ, bởi vì nó có rất là nhiều trường hợp lấy mắt mà nhìn đó phạm bất trụ, nhưng mà trong thực tế nó không có phạm. Ví dụ như họ một, tôi chỉ trưng dẫn một vài trường hợp thôi, ví dụ như một là họ đã có hoạt tục, họ có xã giới nhưng mà họ không có mặc thế phục. Nếu mà họ là người có tàm quý, họ tính đáng họ xả giới, nhưng mà họ không có mặc thế phục. Trường hợp thứ hai đó là cái giới đàn của họ vốn dĩ không có thành tựu. Trong thời gian mà cần chờ review á, thì trong trường hợp đó, nói chung là nếu mà khi họ làm cái chuyện đó mà họ không phải là tỳ kheo á, thì nó phải không phải bất trụ. Nhưng mà mấy cái chuyện này người ngoài biết, tôi rất là hiểu không? Dạ vâng. Cho nên phải cẩn trọng cái đó. Rồi rồi. Dạ. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con hỏi điểm khác nhau và giống nhau giữa hồi hướng và gửi tâm từ. Sau khi làm việc thiện thì mình hồi hướng. Vậy sau khi ngồi thiền thì vừa hồi hướng vừa gửi tâm từ, đúng không ạ? Con kính tri ân sư. Hai này nó khác nhau. Hai này nó khác nhau hoàn toàn. Hồi hướng là mình có cái lòng mình chia sẻ, nghe cho kỹ. Hồi hướng là có cái lòng chia sẻ cái công đức cho người khác. Bất cứ ai lúc đó trong vô lượng vũ trụ có lòng tùy hỷ với cái lời hồi hướng của mình. Ví dụ mình hồi hướng cho tất cả thân bằng quý thuộc của mình, hay là tất cả chúng sanh nào mình hướng tới công đức này để cầu công đức. Thì khi mà mình có lọc như vậy đó thì đó gọi là hồi hướng. Nghe cái người hỏi này đó hơi nản cho đó. Cái người hỏi này không biết là theo đi chùa bao lâu năm mà hai định nghĩa nó khác nhau. Hồi hướng là chia, có cái lòng chia sẻ công đức, còn cái tâm từ á là mình mong mỏi cho chúng sinh khác được sống được cái nhân lành quả lành. Mong cho người khác được an lạc, mong cho người khác biết tu tập. Nghe kỹ nha, mong người khác biết tu tập, mong người khác được an lạc, mong người khác được hưởng nhân lành quả lành, mong người khác được an lạc, nghĩa là mong cho họ được sống được quả lành. Còn mong người khác biết tu tập thì cái đó gọi là mong người khác sống được nhân lành, thì cái đó được gọi là từ tâm. Hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mà cái này là họ do họ nghe ba chớp và nhán, cái họ không phân biệt hai cái này nha. Bây giờ ở trong thập thiện ý, thì cái đã tâm từ nó thuộc về cái thứ ba, tức là bố thí trì giới tu thiền ấy, nó thuộc về cái thứ ba. Còn cái hồi hướng nó lại là một cái khác, ở trong nó là cái thứ sáu, ở trong thập thiện. Bố thí trì giới cung kính phục vụ hồi hướng nó có nói gì cả chứ. Dạ, nhớ không? Thì như vậy thì cái tâm từ nó là nằm bên trong cái tu tiến ấy. Còn cái hồi hướng nó là một cái khác. Mà có cái này mà không có phân biệt được thì chết rồi. Đó, tôi sợ nhất là phần biết Việt Nam ở chỗ đó. Tại sao tôi người Việt Nam mà tôi sợ, tôi mạt sát cái người Việt Nam mà nó về chính trị, về tôn giáo mình dở lắm. Mình rất thiếu căn bản.
thiếu một cách nghiêm trọng. Từ lúc theo Phật giáo Pháp rồi, Nam với Bắc Tông mình cũng phân biệt, Nam Bắc khác nhau cái gì. Có người họ định nghĩa Nam Tông là ăn nước mắm, cái áo công sư bự hơn, biết ăn nước mắm, đắp cái áo tốn giải hơn và tụng cái kinh nghe không hiểu, đó là Nam Tông. Còn Bắc Tông thì ăn cờ hủ mà áo ít tốn giải mà đọc kinh kiến tạo. Phật tử Việt Nam định nghĩa như vậy, và định nghĩa tôi đùa, đó là sự thật. Tôi định nghĩa lại cho nhớ nha, Bắc Tông là mặc áo ít tốn vải, ăn chay và tụng kinh là kiến tạo. Còn Nam Tông là ăn nước mắm, tốn giải mà tụng kinh là kiến Ấn Độ. Thì mình nghe thì tôi nghe tôi nản quá, tôi nghe cái đạo gì nghe tôi thấy mắc cười mà đó. 99% người Việt Nam hiểu Nam Bắc Tông là như vậy đó. Ok, hỏi tiếp rồi. Dạ thưa sư, câu nhân đây thì con có câu hỏi này thưa sư. Thì thường thường sau khi mà thọ trì tam quy ngũ giới thì quý sư có nói là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Thì theo con thì tại sao mà giữ giới không thôi mà nó thù thắng mà nó đủ để được như vậy, thôi mình phải thập. Ok, hiểu hiểu, nghe nghe nói nghe. Khi mà cần nhấn mạnh cái vai trò, cái ý nghĩa của giới thì cách nói này không có sai, nghe kỹ không? Khi cần nhấn mạnh cái vai trò, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của giới thì nói như vậy không hề sai. Là vì sao? Vì giới là một trong những cái gọi là nền tảng công đức, nghe như kỹ nha. Bởi vì công đức, tất cả công đức, vô lượng công đức gồm là có hai, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật có nghĩa là chia sẻ cái vật chất, chia sẻ cái tinh thần cho người khác, đó gọi là phước vật, phước vật. Đó là tài thí pháp thí đó. Nhưng mà nói bật á, hãy nói tới bốn thí là phải nói là chủ yếu là cái tài thí, cái phần thí trước. Rồi thứ hai là cái phước đức, cái đó là phước vật. Cái phước vật là chia sẻ cái vật chất cho người khác, đời đời sinh ra là dư giả không thiếu thiếu thốn. Thứ hai là phước đức, nghe cho kỹ nè. Phước đức nghĩa là cái công đức nào mà nó đem lại cái sự an vui, an toàn, yên tâm cho người khác, thì trong đó gồm có như từ tâm là giới hạnh là vân vân, thì đó là phước đức. Còn phước trí là cái công đức nào mà nó nhắm cái ý nghĩa, nội dung, lý tưởng, vung bồi trí tuệ, như là học giáo lý hay là tu tập thiền quán thì chỉ, thì đó gọi là phước trí, nhớ nha. Rồi thì tại sao mà có cái câu mà chúng sanh sanh về trời dần sáng ngày giới, là vì sao? Là vì trong trường hợp này nè, người ta muốn nhấn mạnh rằng là muốn mà làm một con người trọn vẹn là phải có đủ ba phước vật đức trí. Bởi vì anh tưởng tượng thì nếu mà anh bố thí, anh học đạo, anh bố thí là anh giàu, anh học đạo là anh thông minh, nhưng mà anh thiếu giới đó, anh sát sanh trộm cướp từ đời sát sanh ra, anh không có hưởng được cái anh có hiểu được nữa không? Nếu mà thiếu giới đó thì mình sinh ra mình không hưởng được, hoặc là không hưởng trọn vẹn được cái mình có. Ví dụ như bây giờ tôi bố thí mà tôi sát sanh nhiều quá, tôi bố thí mà tôi chuyên môn ăn cắp rồi tà dâm, rồi nó uống rượu nó dốc, thì đời sẽ sinh ra sao? Tôi giàu mà do uống rượu cho nên tôi bị tâm thần, do tà dâm cho nên tôi bị rối loạn giới tính, hoặc là tôi đi đâu cũng bị người ta ghét. Còn mà do nói dối thì tôi nói ai tin, miệng thì rất là hôi, nói không ai tin mà miệng rất là hôi, mà người dị dạng, cái nói dối nó làm cho mình dị dạng. Vì mình uống nắng sai sự thật mà làm cho người dị dạng. Rồi sát sanh thì sẽ lại yếu mà anh bệnh tật, trộm cắp thì tài sản hao hụt. Thì các vị tưởng tượng đi, mình bố thí mình rất là giàu mà đôi khi mình bị dị tật nè, rồi thiếu trí thì bị tâm thần mà thiếu trí nó mai tinh, rồi tài sản mất mát thường xuyên. Vậy giàu có giàu nhưng mà hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Cho nên đây là lý do vì đâu mà nói rằng là chúng ta được giàu sang cũng như giữ giới là vậy đó. Bởi vì anh mới nói cho đúng là anh hưởng được cái giàu sang á, là anh muốn hưởng được cái giàu sang, thì bên cạnh cái phước bố thí anh phải có cái giới anh mới hưởng được, nghe kể không? Đó là một cái. Thứ hai, cái câu nói rằng chúng sanh giàu sang cũng như giữ giới nó còn có ý nữa, đó là trong cái nền tảng công thức của chúng sinh giữ năm giới là rời ác đạo, giữ bát giới là rời nhân gian, tức là về trời. Mà giữ cái đó, giữ bát giới đó, rồi giữ ngũ giới là rời ác đạo, còn giữ bát giới là rời cõi thiện thấp để về cõi thiện cao. Tùy cái bát giới ở mức độ nào, bát giới mức độ thấp thì về đau lợi, mà
bát giới mà ngon hơn, trong sạch hơn đó, thì về Âu Sức Dạ Ma Qua Lá Tha Quá Tự Tại và Quả Lạc Thiên, đúng không? Rồi cái sau cùng tu tập thiền định đó, thì rời cõi dục rồi về phạm thiên. Bởi vì tu tập thiền định đó, xét về một khía cạnh lúc đó nó cũng là một cách giữ giới. Bởi vì giới hiểu theo kiểu giống giót là không phạm năm giới bát giới, nhưng mà giới hiểu nghĩa rốt ráo, giới là lắm điều ác. À, giới mà bậc hạ đó là lắm, là không phạm số năm số tám, nhưng mà giới bậc trung đó là lắm dục, nghĩa là ly dục. Giới bậc thượng đó là chán sợ sanh tử. Cái giới này là thánh giới, cái giới này là chính là giới học trong bát thánh đạo nha. Còn giới bậc trung đó là chán dục, còn giới bậc hạ đó là tránh thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi đó. Cho nên là mình cứ nghe nói giới giới mình là mình chỉ biết cái giới ở cái bậc hạ, tức là tránh cái thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi đó. Chỉ giới bậc trung là người ta phải ly dục, và cái giới bậc thượng là người ta phải chán sợ sanh tử, chán sợ phiền não nói chung đó, nhớ cái đó. Cho nên đó là cái giới mình hiểu rộng như vậy. Và cái cuối cùng nó giống như mình phải giải thích bằng một cái ví dụ, như bà má nói với thằng con mà ăn rồi ở trong phòng mà vận động, nó nè 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 nè, con muốn làm bác sĩ kỹ sư, con muốn cái gì đi nữa con phải có sức khỏe, nhớ nha, con không có sức khỏe là con sẽ không có gì hết. Cái câu này đúng hay sai? Dạ thưa đúng. Ừ? Dạ dạ đúng. Sao dám trả lời? Dạ. Nhưng mà nếu đứa con đó là đứa thông minh thì nó phải hiểu rằng ngoài cái chuyện vận động ra còn phải làm cái khác nữa. Nhưng mà chuyện đầu tiên là bà má nó không có sai. Con muốn làm bác sĩ, con muốn làm kỹ sư thì chuyện đầu tiên là con phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe còn phải làm sao? Ăn kiêng nè, rồi gì nữa? Vận động nè, phải có nắng nè, phải có gió nè, phải có dưỡng khí nè. Chứ còn con ăn đóng cửa phòng con sẽ le, con làm bác sĩ kỹ sư được nữa, con sẽ chết trước khi con lấy bằng, đúng không? Ừ. Cho nên trong trường hợp đặc biệt thì bà má có quyền nói như vậy. Nói con nhớ nha, cái mộng làm bác sĩ, kỹ sư, dân biểu, nghị sĩ, thủ tướng, tổng thống, bất cứ cái mộng gì, chuyện đầu tiên là con không có sức khỏe rồi con làm được gì hết. Thì trong một trường hợp đặc biệt nào đó, người ta cần nêu bật, cần tô đậm đấy, cái tác dụng, ý nghĩa của cái chuyện thể dục và thể thao thì ta có quyền nói như vậy, ta không sai. Ở đây cũng vậy, trong trường hợp cần nêu bật cái ý nghĩa, cái tác dụng, cái lợi ích của giới thì ta có quyền nói như vậy. Các chú sanh về trời như vậy, hiểu? Dạ vâng. Dạ, chuyện giới thì nó giống như thể thao vậy đó. Nó phải là tất cả những thứ đó làm được, đúng rồi. Vì vậy chốt vậy, nó không phải là tất cả, nhưng mà thiếu nó thì cũng được. Okay. Dạ vâng, con kính thưa anh sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi kế tiếp. Vì sao tứ vô ngại giải chỉ có ở bậc thánh và phải nguyện thì mới chứng đắc được? Dạ, kính thưa anh sư. Cái câu thứ nhất, tại sao chỉ có bậc thánh? Là bởi vì trong đó có cái gì? Có cái pháp vô ngày giải, có cái nghĩa vô ngày giải, có nghĩa là cái trí hiểu biết về đạo, về quả. Mà anh làm phàm thì anh làm sao mà anh hiểu về đạo, về quả, về nghĩa bàn hả? Hiểu tôi nói không? Anh làm phàm anh thấy, anh tụng lòng tam tạng với cái đạo quả, anh nói cho vui vậy thôi, anh biết cái nghĩ gì mà anh nói, không? Cho nên trong cái pháp hiểu về pháp vô ngày giải, nghĩa vô giải là hiểu về đạo, quả, và nghĩa bàn. Mà anh làm phàm cho anh hiểu cái đó là duy nhất. Là tại sao phải thánh mới có vô ngại giải? Cái thứ hai là tại sao phải nguyện? Là bởi vì nói cho cùng á, cái vô ngại giải nó là cái extra, nó là bonus của một bậc thánh. Tôi nói vậy hiểu không ta? Để có rất nhiều vị thánh, họ thấy rõ bốn đế là gì, họ thấy rõ năm uẩn 12 xứ là gì, họ thấy rõ thiện ác là gì, sanh tử mấy bàn là gì, đủ để họ không còn phải sanh. Xong không cần thiết phải trở thành một cái người có thể nói lưu loát cái điều mình chứng, hiểu tôi nói không? Cần thiết, không cần thiết cái chuyện mà nói lưu loát cái điều mình thấy cho người ta. Còn những vị mà họ có tâm nguyện đặc biệt, họ muốn họ có khả năng chia sẻ cái họ có, thì lúc bây giờ họ phải trang bị thêm. Thì như vậy lúc bây giờ nó trở thành ra là cái bonus, nó là cái extra, nó trở thành cái gì đó, cái gì đó. Nó phải là cái chánh, mà nó là cái phụ thu á, cái phụ thu thêm, cái phụ thu thêm chút. Thì có vị, những có vị là họ thấy có đó là cái nhu cầu, do khuynh hướng tâm lý mà họ thấy cái chuyện nó cần thiết.
Nhưng có vị họ hết phiền não là được rồi. Họ không cần đắc thiền, họ không cần phải có thần thông nhập định, họ không cần có vô ngại giải, họ không cần phải nhớ lịch kiếp trước, họ chỉ đủ duyên chứng sơ quả cũng được nữa. Rồi từ đó là họ tu tập và chứng la hán, cho không cần cái gì ngoài ra nữa hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà phải chứng thánh mới có vô ngại giải, tối thiểu phải tu đồ quần. Tu đồ quần có vô ngại giải nha, nhưng mà vô ngại giải của cái tầm sơ quả. Và cái thứ hai là phải nguyện là như vậy, bởi vì cái đó nó là phụ thu, cái đó là cái giống như giàu là gì, giàu là có đủ ăn đủ mặc, có tiền trong nhà băng người gọi là giàu. Nhưng mà được không, như có mấy cha trước nhà có hòn giả sơn, một nhà có xe hiệu xe Rolls Royce, có máy bay riêng, có du thuyền, thì cái này nó là bonus. Chứ không phải cha triệu phú nào cha cũng có chuyên cơ, có du thuyền, theo tôi biết là không có, chưa hẳn. Ok, dạ vâng. Dạ thưa sư, để nguyện thành một bậc thượng thủ thanh văn hạnh trí tuệ thì điều kiện tiêu chuẩn cần và đủ là gì ạ? Cái câu này nó lớn chuyện lắm, nhưng mà tôi nói vắn tắt tay. Giáo lý nguyên thủy không hề có một trang một hàng nào mà Đức Phật khích lệ đệ tử phát nguyện thành Phật giống như ngài hết. Nha, nhớ nha, không có một cái trang hàng nào mà Phật dạy đệ tử là nên tu tập ba la mật, thực hành Bồ Tát đạo để thành một người giống y chang như Như Lai là có. Tuy nhiên cái ẩn sâu của nó nằm chỗ này, không có trường đại học nào dạy người ta làm thủ tướng, không có trường nào dạy người ta được giải Nobel, không có trường nào dạy người ta làm tỷ phú, không có. Không có trường nào dạy người ta trở thành đó là nhà Bắc, không có. Nhưng mà do cái căn cơ, cái trình độ từ cái trường đó đi ra, có người thành Bill Gates, có người thành là trùm Tesla, trùm Amazon, trùm Google đại khái như vậy nha. Đó. Chứ còn cái trường là trường chung, nhưng mà tùy cái căn cơ trình độ rồi người ta lấy được gì, ta rút được cái gì từ cái trường đó. Ở đây cũng vậy, cái con đường mà trở thành tinh văn giác và Phật tổ Như Lai vô thượng bồ đề chánh đẳng cảnh giác, tất cả ba con đường đó đều nằm gọn ở trong cái 37 bồ đề phần. Chính tức là bát chánh đạo, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực, tứ nghĩ túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, chứ không có ra ngoài 37. Ai học A Di Đà thì biết tất cả pháp thiện là nằm trong 25 tâm sở tích cực, tất cả pháp bất thiện nó nằm trong 14 tâm sở tích cực. Giết cha, giết mẹ, đốt chùa, hại Phật, phá đạo, nó cứ nằm trong 14. Mà bây giờ muốn thành Phật tổ Như Lai là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư, hay là một vị la hán 7 tuổi cũng là tu cái 25 tâm sở tiêu tích cực thôi, chứ gọi hết không. Rồi bây giờ trong kinh chưa hề có một cái đoạn nào, không hề có đoạn nào Đức Phật ngài khích lệ mình trở thành một vị Phật giống như ngài hết. Nhưng mà ngài dạy chung chung vậy thì ai mà thấy nhát quá thì làm tinh văn. Và nếu mà nhưng mà trong chú giải có câu thế này: nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Thì mình cứ cầu giải thoát và tu đạo ba la mật, mà mình kể thì kể có 10, chứ thật ra đó con số 10 đó con số ước lệ. Ước lệ là con số convenience, cái số convenience, hoặc là cái không phải cái số là conventional number, số giả định thôi. Tất cả công đức chứ không phải là con số 10 nha, conventional không phải công nhân mà conventional merit, tất cả công đức. Còn cái con số 10 đó chỉ là con số ước lệ, tất cả công đức. Gặp thiện là làm, thấy cái gì mà nó bổ sung cho niềm tin nè, cho tàm, cho quý, cho trí tuệ, cho vô tham, vô sân, hành xả, chánh niệm, thiền định, là vì nó làm. Đó gọi là ba la mật nha. Bất cứ cái cơ hội nào mà bổ sung cho 25 tâm sở thiện là bị nó làm ngay, thì đó được là tu ba la mật. Chứ còn phải ba la mật là ôm cứng nhắc số 10 đó là sai nha. Tôi khẳng định như vậy và tôi chịu trách nhiệm câu nói này. Con số 10 là con số gọi là conventional number thôi, chứ đó không phải là absolutely, không phải. Nhớ nha, không phải. Rồi thì ở đây muốn trở thành trí tuệ văn cũng tiếp tục tu y chang vậy đó. Có một bài kinh nhỏ nhỏ, cái Phật dạy thế này này các vị kheo: nếu một người mà có một ước nguyện lớn thì nên, nếu một vị kheo có ước nguyện lớn thì nên lấy sắc lại Phất Mục Liên làm cái đích đến.
Nếu một tỷ kheo có ước nguyện lớn, nếu một tỷ kheo ni có ước nguyện lớn thì nên nhắm lên lên khe ma và palawana. Nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn ấy, thì nên nhắm tới là Khuchitara hoặc là quý sai ca hoặc là cấp cô độc. Nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn, nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là thầy nhắm đến bài Khuchitara là cư sĩ mà tinh thông kinh điển. Chẳng hạn như hôm nay tôi mới vừa phát hiện trong đám cư sĩ Việt Nam có khoảng 10 người cư sĩ Sài Gòn mà có khả năng là đọc hiểu tiếng Pali, dò tìm tam tạng mà chú giải. Tôi vừa thương mà vừa quý và vừa rất là ngạc nhiên. Và tôi nhớ hai chuyện mà làm tôi vừa vui mà vừa chạnh lòng. Tức là ngài Lady Sayadaw, tôi hơi lạc đề chút xíu nha. Ngài Lady Sayadaw là một vị mà được xem là tác giả sau cùng đóng góp kinh điển vào kho đại tạng. Sau ngài thì có giỏi bằng trời, những công trình không được đưa vào đại tạng nữa. Ngài Lady, ngài sinh năm 1846 và ngài tịch năm 1924. Thì trước khi ngài tịch, ngài có một người học trò nhà quê tên là Thet, tiếng Miến Điện gọi là ông Saya Thetji. Saya là thầy, còn Thet là ông tên Thet, thầy Thet. Còn chữ chi đó là một cái từ tố để bài biểu tỏ về cái sự tôn kính. Saya Thetji mà ông tên Bắc là ông Thet, ông này ông dốt, ông thì tiểu học thôi, tiểu học. Mà ngài là được xem là bậc á thánh của tăng già Miến Điện, á thánh bổ sung vô kho tàng chú giải mà sao mà mày dọn được. Và ngày dài sau một thời gian ngày dạy thì ông ngày có nói thế này, nói với chị Đăng là tôi tịch rồi đó, thì có gì thắc mắc hỏi ông Thét. Đó là một người, phải không? Tôi tịch rồi có gì thắc mắc về thiền hỏi ông Thét. Một người thứ hai đó là hòa thượng bổn sư của tôi, thứ hai hòa thượng bổn sư, hòa thượng thọ giới sa di và hòa thượng truyền giới sa di và hòa thượng cho đại giới. Ngày ngày hữu giác là truyền đại giới, còn ngày tỉnh sử là truyền sa di. Thì ngày sanh năm 16, ngày bổn sư tôi đó, ngày sanh năm 16 mình gặp tịch năm 84. Thì trước khi ngày tịch có một vị sư Khmer ở dưới lục tỉnh lên, vị đó quen thân với các người Việt Nam, và theo chân các sư Việt Nam thì vị này có đến thỉnh lễ ngài. Và ngài nhìn vị này xong thì ngài có nói riêng với các vị đệ tử, ngài nói ngài xưng là sư, sư tịch, sư mất rồi đó, mà muốn tìm hòa thượng á thì nên thỉnh ông sư này nè. Ngài đó mà cái pháp nhãn của thượng thượng nhân á, mà đôi khi biết bao nhiêu vị cao tăng mà ngài gặp, nhưng mà đặc biệt ngài gặp cái vị sư Khmer này, ngài vừa liếc cái là ngài nói riêng với vị đệ tử, ngài nói là sư tịch rồi, sư mất rồi đó, thì có cần tìm hòa thượng bổn sư thế sư đó thì thỉnh cái vị sư này nè. Thì cái vị đó chính là ngài Kim Cang, sau này làm trụ trì trụ nguyên thủy quái ít lâu rồi, rồi ngài đi nước ngoài và hiện giờ ngài đang là trụ trì một ngôi chùa ở DC, ở Washington DC bên Mỹ. Cho đến bây giờ ngài vẫn còn sống, ngài vẫn còn sống. Vì đó, đó là thì tại sao tôi kể hai chuyện lạc đề. Thứ nhất là ngài Lady, ngài dặn chị Đăng là tôi mất rồi đó, thì có thắc mắc thì hỏi ông này. Và ngài bổn sư của tôi thì ngài dặn đệ tử của ngài là nếu mà ngài mất rồi thì cũng cần còn thỉnh một vị bổn sư để nên thỉnh cái vị này. Tôi hôm nay là dòi bỏ mé mọn làm sao, tôi chỉ kể là chuyện xưa thôi, nhưng mà tôi xin nhắc một điều, nếu mai này mà tôi không có gặp bà con nữa, tôi chết hoặc là tôi cùng điên ba trận gì đó không? Hoặc là lắp 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 mà bà con thắc mắc kinh điển thì bà con nên nhớ giùm tôi một địa chỉ, đó là những vị nào, cư sĩ nào, tôi đang do dự có nên nói tên ở đây hay không, thôi khoan nói đi. Tôi chỉ nhắc thôi, tăng ni cư sĩ nào mà có khả năng đọc hiểu tiếng Pali và trong thời gian ngắn nhất có thể sưu tra chú giải cho từng bài chánh kinh thì nên liên lạc trao đổi với các vị đó nha. Đại kỵ
là thấy vị đó hiền, có hảo tướng nhã nhặn, tôi sợ lắm, là mà lấy giùm tôi một tiêu chuẩn đầu tiên là vị đó phải có khả năng siêu tra lục chú giải cho từng bài chánh kinh. Thì mà trong tâm mình báo một tin vui là tôi đã dò ra khoảng chừng bữa nay chắc khoảng sáu 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 vị sáu vị sáu vị tám vị sáu vị tám vị cư sĩ, mà trong đó nam là tôi chỉ thấy được có hai thôi, mà đa phần là nữ không, và đều là 40 trở lại hết, 40 trở lại hết, nhớ đó quan trọng. Rồi giờ tôi trở lại chánh kinh, thì ngày đặc biệt ngày 8 tháng mà của chúng ta ra, bởi vì bà là một cư sĩ mà bà tinh thông kinh điển ha, cái đó bởi vì nói gì thì nói, hạnh này hạnh kia, chứ còn cuối cùng thì vẫn là giáo lý chánh pháp mà tồn tại được 26 thế kỷ qua là cũng nhờ mấy cha có giáo lý, chứ còn mấy cha hạnh này hạnh kia thì có mấy cha đó cũng là cây cột, cũng là cây cột nhà đó chứ mấy không đâu. Nhưng mà nếu chỉ là hạnh này hạnh kia mà để giáo lý qua bên thì bây giờ cái đạo mà nó ngộ lắm. Thì tôi nói với quý vị về nằm đêm suy nghĩ coi có đúng không? Ngộ lắm. Chứ trong dòng họ mình là mấy ông này cũng hiền, ông này cũng đẹp trai, ông này ăn nói dễ thương, nói cho ông chắc ăn, ông chắc ăn bằng cái ông này bác sĩ nè, ông này luật sư nè, mấy ông đó mới là cái rừng cột của gia tộc. Chỉ còn nói là cha này hiền, cha này đẹp trai, tôi cũng sợ, vì cái hiền, cái đẹp trai đó ra đường nhắm mắt rờ nó dễ đụng á. Chứ còn ba cái vụ mà có cái người mà có cái căn cơ nó vẫn chắc ăn hơn, không tốt nghiệp đại học dễ nó cũng chắc ăn hơn. Rồi thì ở đây cũng vậy, muốn trở thành đệ nhất kinh văn là vẫn tiếp tục tu về ba la mật, y chang như chánh đẳng giác, y chang như là mấy vị khác vậy. Nhưng có một điều là tâm nguyện nguyện trở thành một người mà đệ nhất trí tuệ, đệ nhất trí tuệ của một vị Phật nào đó trong tương lai. À, trong chú giải ghi cái này, bất cứ cái hạnh nào sau khi mình phát nguyện là mình phải bổ sung những điều kiện cần và đủ cho cái hạnh nguyện đó, không đó là chưa được thọ ký, mình phải tự qua hoàng. Còn khi mình đã được thọ ký rồi thì tự nhiên do cái tác động của cái đại nguyện mà được chư Phật xác nhận đó, cái đó quan trọng lắm. Người đã được thọ ký tự nhiên nó họ có một cái sức nhớ tiềm thức, tôi cái từ đó cho tôi đặt ra gọi là trí nhớ tiềm thức, có nghĩa là như ngày ngày gì ta ngày Anuruddha là đệ nhất thiên nhạc, đời đời đẻ ra đó là ngày thích bố thí ánh sáng, thích bố thí ánh sáng, ngày không thích cam tâm khi mà thấy ai mà tâm tâm tội tội, không đèn không đóm không dầu không điện, ngày chịu cái được vô chùa ngày thấy ngày chịu cái được, đập đền tháp mà thiếu điện thiếu dầu ngày chịu cũng được, mà ngày gặp người ta sống mà thiếu thiếu ánh sáng ngày chịu cũng được. Đời đời do cái nguyện của nguyện thành đệ nhất thiên nhạc, ngày có cái khuynh hướng đó, giống như ngày Sa-la Phất từ lúc nguyện thành đệ nhất trí tuệ, là cái cơ hội nào mà học hỏi lắng nghe ghi chép cắm cúi nghiên cứu sưu tra trích mực là ngài làm tốt, là sao Phật không bỏ lỡ cơ hội. Ngài một đường liên đền đệ nhất thần thông, thì đời đời cứ sinh ra cứ ly dục, cứ quẩn quẩn mà sẽ bằng, quẩn quẩn mà sẽ bằng, mắt hay không tính sao, nhưng cứ quẩn quẩn mà sẽ bằng. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, xanh vàng đỏ trắng, xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió cứ suốt như vậy. Tức là theo đuổi hạnh nào thì chỉ đầu tiên phải là ba la mật, tức là không bỏ qua bất cứ hạnh lành nào. Thứ hai là chú ý xem cái hạnh của mình nó cần cái gì. Thế thì muốn đệ nhất trí tuệ thì phải nhớ coi có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ trí tuệ, thì mình nhớ có ba, dốt dốt như con bò cũng phải nhớ có ba. Một là văn tư tù, văn là không bỏ lỡ cơ hội học hỏi. Tư là thường sống ở trong những cái chiêm nghiệm. Còn tu là có cơ hội chỉ quán là không bỏ qua, thì đó được gọi là cái điều kiện nó hỗ trợ trí tuệ. Ok, rồi vào chỉ cần làm ba này thì muốn nguyện nguyện cánh đẳng giác còn được, chỉ xá gì mà để nhất thiện diện tinh văn. Ok, rồi. Dạ, chẳng con chị anh sư. Dạ, thưa sư có hỏi tiếp theo. Dạ, thưa sư cho con được hỏi, có bài kinh nào Đức Phật dạy về mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh hàng ngày không ạ? Ông lại dùm tôi nghe. Dạ, tại vì người này nói là nếu cái câu hỏi dài con xin bị Dạ không, cũng có đọc trở lại như cũ, ông như thế. Dạ vâng. À, sư cho con được hỏi có bài kinh nào Đức Phật dạy mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh không ạ? Ok.
Tôi nhờ đọc lại cái chữ trách nhiệm, mình tôi nghe là chữ chánh niệm. Ok. Ở trong trường bộ thì Đức Phật này có dạy rằng đó là một người cư sĩ, tài sản nên chia thành bốn phần. Đó là cho vay nợ, cho trả nợ cũ, cho vay nợ mới, luyện hố sâu và chôn để dành. Có nhớ cái này không ta? Trả nợ cũ có nghĩa là ơn cha nghĩa mẹ, không? Người có ơn với mình thì mình trả cho họ, mình lo cho họ, đó gọi là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới nghĩa là mình nuôi vợ, nuôi con, rồi bạn bè thân hữu, không? Cho làm sớm bạn gì, đó gọi là cho vay nợ mới. Cái thứ ba là hiện bỏ hố sâu, nghĩa là phần mình, một phần tư đó mình xài cho riêng mình, rồi một phần tư còn lại đó là đem chôn để dành, tức nghĩa là làm phước bố thí, không? Cúng dường cho người hơn mình, bằng mình và thua mình. Rồi thì khi mà ngài nói cái tài sản người cư sĩ chia thành bốn vậy thì tự mình hiểu, mình cho mình trả nợ cũ, mình trả như vậy đủ chưa, hiểu không ta? Thì hỏi cái trách nhiệm bao nhiêu là đủ, thì bây giờ mình cứ dò ra đó. Ngài nói tài sản mình chia thành bốn phần mà, đúng không? Rồi thì bây giờ mình ngồi mình nghĩ coi, cái nợ cũ mình trả vậy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì trách nhiệm mình chưa tròn, rồi cho vay nợ mới. Những người mà mình đầu tư cái nợ mới cho vay đó, mình cho họ vay như nó đủ chưa, mình lo vợ con như đủ chưa? Đủ để là sao? Về tinh thần, về vật chất, về giáo dục, về y tế, về truyền thông, về đi lại, mấy cái này, bốn cái này là bốn cái nhu cầu căn bản của một con người mà mình nhắm mình lo nổi chưa? Đối với con mình thì phải là gì ta? Y tế, giáo dục, không? Đi lại và truyền thông, không? Tin tức sách vở. Còn với bà xã mình, chắc bà hết đi học rồi thì vấn đề giáo dục rồi, mà thì mình lo như bánh ra bả, mình phải lo cho bà về vấn đề gì? Đi lại, y tế và sinh hoạt thường nhật, không chưa? Đó. Rồi bản thân mình thì mình dễ, mình có cái nhu cầu đời sống mình, cái gì cấp thiết không cấp thiết thôi, không? Tiết kiệm nhưng không hà tiện, rộng rãi nhưng không phung phí, đó là về phía mình. Rồi bởi vì trong kinh nó có người thì rộng với mình mà hẹp với người, có người thì hẹp gì, có người có trường hợp là rộng với người hẹp với mình, rồi có trường hợp là rộng với mình hẹp với người, có trường hợp là đối với người với mình đều rộng, rồi có trường hợp thứ tư là đối với người với mình đều hẹp, thì mình coi mình loại hạng nào. Rồi cái cuối cùng là chôn để dành, thì tùy mình muốn chôn bao nhiêu. Nếu mình thấy chôn nhiêu đủ thì cách thích vậy mình hết. Còn nếu mà mình muốn chôn nhiều để mà mốt có xài nhiều thì biết kiếm nào cho nó hết. Thì cái này tôi chỉ mở ra, cho thầy thôi. Thang còn nữa, trong Tăng Chi có nhiều và nhiều bài kinh, có trong Kalama, có gì không có đọc. Tôi nghe cái câu hỏi là tôi biết không có đọc Kalama, tôi chê. Tôi nói lần nữa, sách của tôi giới thiệu tôi ngại lắm, riêng Kalama tôi có ngại. Là tại sao? Vì Kalama là chánh kinh, có xuất xứ và có bản Pali. Các vị không phải đọc của tôi. Rồi nhớ. Thì trong đó có dạy thế này, có những bài kinh Phật nhắc mạnh là một người cư sĩ là dùng chánh mạng để kiếm được vật chất nuôi thân và thực hiện những việc ngoài ra. Nuôi thân và những việc ngoài ra. Những việc ngoài ra là gồm những gì? Với cha, mẹ, người hữu ân, sa môn và la môn, tức là những người mà người tu hành. Đối với vợ, con, bằng hữu, và thứ nhất là người ta là người trên mình, là gồm những cha mẹ, người hữu ơn, người xuất gia, rồi bằng mình là như vợ con bằng hữu, còn kẻ dưới mình nó là như kẻ ăn người ở trong nhà, hoặc những người cơ nhở đói lạnh, hoặc là chim muôn súc vật mình thương. Và cái cuối cùng thứ tư là có cái lòng nghĩ tưởng đến hàng khuất mặt, khuất mà trong tiếng Pali gọi là Pali cầm mát, cái Việt Nam mình kêu là cúng quải đó. Từ tiếng Pali gọi là Pali cầm á, Pali cầm á có nghĩa là ngoài cái chuyện hồi hướng. Mà nếu mà tôi biết trong trong là nhiều người nghe cái này thì cũng sốc, nhưng mà đó là tôi có coi kinh điển thằng Phật. Mình cư sĩ mình không có nên thờ ông Tà ông Táo, thổ địa thổ công mẹ sanh mẹ độ thì không có cần, nhưng mà mình ở trong một góc vườn nào đó đẹp đẹp á, góc vườn đẹp đẹp, có đất rộng đẹp đẹp, thì mình cũng làm bonsai giả sơn, và mình cũng có cái thắng nhẹ là mong cho những cái vị nào ở đây này cũng có chỗ ở an lạc nha,
mỗi lần mình ra mình nhổ cây nhổ cỏ mình cũng nhớ tôi làm phước tôi hồi hướng nha, cây trái trong vườn này thích thì cứ ăn nha, bởi vì có những cái loài họ ăn được, có những loài ăn được, có những loài họ chỉ sống bằng phước hồi hướng, có những loài họ ăn cái thực phẩm của riêng họ, nhưng có những loài họ ăn được cái đồ của mình, họ ăn bằng cách là họ ăn cái lòng của mình, mình nghĩ tưởng là họ thích thì họ ăn bằng cái màu cái mùi của nó, có những loại đó nhớ. Thì một người cư sĩ luôn luôn nhớ đến là cái tài sản của mình nó gồm cho người trên mình, bằng mình, dưới mình và những người mình không thấy, nghe kịp không? Thì nếu mình thấy những cái chuyện đó mình làm được rồi thì coi như mình xong trách nhiệm, còn nếu mà mình thấy mình chưa tròn thì trách nhiệm chưa xong, thì tôi chỉ nói tới đó thôi chứ bây giờ bà cố tôi không biết sao gọi là tròn nữa, khổ quá. Giống như vụ gì hỏi sư, sư giờ con muốn hộ trì sư sao cho tròn trách nhiệm thì tôi nói à, cứ mỗi năm con đổi iPhone với iPad cho sư nha, rồi mỗi năm con đổi mắt kiến mới cho sư, gồm mắt kiến cận, kiến độ và kiến mát, mỗi năm con kiếm sư dài cái bộ đồ ấm cashmere để sư mặc len ngứa, mỗi năm sư chỉ mặc vớ siết Paris compress socks, mỗi năm sư chỉ mang giày Ý thôi. Ví dụ vậy đó thì con làm được, con tròn trách nhiệm, cho nên cái này tôi đâu có nói được nha, tôi chỉ nói là đó, hộ trì về các vị tùy sức, nếu mà thấy đủ rồi là hết trách nhiệm, còn nếu mà chưa tròn như ý mình nghĩ đó thì chưa hết trách nhiệm. Ok xong rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, con được biết các chúng sanh ở cõi khác nhau thì sẽ có thực phẩm khác nhau và có nghiệp khác nhau. Nhưng em dâu con nói là nhìn thấy người ở cảnh giới khác đếm tiền mà mình cúng đốt cho họ. Con nói không thể có chuyện ấy được, nhưng con lại không giải thích được. Dạ, xin sư từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. Ok, nếu thế này, ở trong room này biết có ai biết đánh chữ Pali không? Trong Pali á, trong tại chánh tạng không phải chú giải, trong chánh tạng có cái chữ này gọi là chữ mắt nuôi nhá, mắt nuôi nhá, chữ 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 nuôi nhá, M A N U rồi double hai chữ nhờ, chữ nhá chữ của Tây Ban Nha, mắt nuôi nhá, bồ chân á, có nghĩa là thực phẩm thích hợp. À, mấy người nhắc cô cho nó thì mỗi loài có những cái loại thực phẩm như nãy tôi nói, mà có trường hợp đặc biệt là tuy họ không có ăn như mình, họ không có ăn mà làm cho nó mất đi, nhưng mà họ có thể thích ăn cái tấm lòng của mình, thích ngửi mùi, thì các vị hỏi kinh nào dễ ẹt à, trong chú giải mà phần giải thì càng khắc bà đó, chỉ ganh hấp bạc với loại thích ngửi mùi thôi, chứ không có ăn mà ăn làm mất cái trái đó không có, mà chỉ ngửi cái mùi, cái mùi của trái hoa củ rễ lá. Ừ, ăn ngửi cái mùi đó thôi rồi. Và trường hợp mà cái bà kia mới nói là thấy người đó đếm tiền thì nó có hai trường hợp, một là do bà thấy nhầm, bà ảo giác, vì xưa nay trong đầu của bà là cái bà tin chuyện đó, khi mà cái đầu mình tin chuyện đó đó thì mình dễ thấy như vậy lắm, không biết nói thì có hiểu không, khi mình tin cái chuyện gì đó mình sẽ dễ thấy nó giống vậy lắm. À, ví dụ như mình sợ rắn mình nhìn đâu cũng thấy rắn, mình sợ ma nhìn đâu cũng thấy ma, đại khái như vậy. Rồi cảm thứ hai là kể cả trường hợp đương sự cái vị phi nhân đó mà họ có họ đếm đó, cũng có gì lạ, là bởi vì lúc sinh tiền lúc họ còn sống ấy, họ là người tin cái đó, và các vị nên nhớ nha, khi sanh làm phi nhân đó có một vài họ có thể thấy, họ có thể nghe, họ có thể biết nhiều chuyện hơn hơn người bình thường, đúng, bởi vì họ sinh tế mà. Nhưng mà nếu trước đây họ là người si mê tà kiến thì bây giờ họ vẫn tiếp tục sống với cái si mê và tà kiến đó, có nghĩa là sao, cái đó không giúp được cho họ nhưng họ vẫn thích, họ vẫn thích thích cái gì họ thích được, thế người ta cúng bái lại họ cũng thích, lại họ cũng cầm họ cũng dọc, cho nên có những trường hợp trái cây đó, nó bị hư hư rất là nhanh, hoặc là chè cháo để bàn thờ nó bị ôi thiêu rất là lẹ, nó không ăn mà thích dọc, nó thích như vậy đó. Chỉ có cái hạng phi nhân mà chánh kiến có trí tuệ đó, thì khi mình đã sanh vào cảnh giới thấp kém rồi, họ chuyên tâm nghe kinh nghe pháp, không có quấy rối người khác, không bận tâm cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ, tối ngày chỉ chuyên tâm lắng nghe đạo để mà chờ ngày đủ duyên mà đi. Chỉ còn hễ những cái người bình thường không biết đạo thì họ cũng vẫn quay lại với cái hiểu lầm, với ngộ nhận, với những cái tham thích ghét sợ trước đây lúc có thở làm người đó, bây giờ họ vẫn như cũ, họ vẫn thích con nít,
làm với nhân rồi mà vẫn thích vô đùa giỡn con nít, làm cho tụi nó nhiều khi khóc giữa đêm á, giả đề đó, có trường hợp đó, chọc phá, rồi thích báo mộng người này, thích báo mộng người kia, thích trèo lên tụt xuống cho người ta thấy chơi vậy đó, hoặc người ta đang ngủ cái dáng mà nhìn thì cười. Thì như mình biết là cô Thanh Nga đó là ở trên chùa nghệ sĩ Bồ Tát, là có nhiều tay là bữa tình cờ tôi đọc thôi, chứ tôi đâu có đi lục cái đấy gì, thì cổ linh lắm á, đấy là cổ làm cái loài gì đó để đi đầu thai rồi, nhưng mà làm cái loài gì đó cứ quẩn quở nghe nó, cái mấy bé cái màn mới nhìn mấy người đang cúng bất cười, anh nghe nó biết cười vậy đó, cũng vui lắm. Hoặc là như có ông diễn viên nào cũng được chôn ở trong đó, mà cứ mỗi năm bạn bè tới mà cúng xong rồi bài bia rượu uống trà uống nước suối rồi đó, bài uống ăn mà quên mời, lúc nào cũng phải để cái ly cho ly là cái này của Lê Công Tuấn Anh nghe nói vậy đó, rồi rót vô thì đâu, mà bữa nào quên mời đó, là cái lá còn xanh á, nó bứt liền như nó ly cái mấy người kia cho khỏi uống luôn, tôi không được mời anh sỏi uống luôn. Mi xanh nhỏ đang ngồi đây, như Mỹ đang ngồi, cái lựa cái ly của mình nó lấy lá còn tươi nó liền nó sao uống. Là, lúc đó liền là mình nhớ à quên mời là phải lấy cái ly không để nó kêu ta đó là đứng ngâm ngang này, có ly không đứng ngâm ngang rồi thì là ok lên như vậy. Thì họ không phải họ không phải họ thèm khác gì đâu, nhưng họ thích, họ sống bằng cái tâm tình, cái cảm xúc, cái nhận thức, cái ngộ nhận, cái tà kiến của ngày xưa. Mình thì mình nhìn vô đó mình cứ tưởng là chắc nó cũng đồ ăn đồ uống nó khoái vậy đó, nó khoái tham dự nó cũng vui vậy thôi, không có răng mà thấy răng miếng lết lại dòm. Ok xong. Dạ chúng con chị An sư. Dạ thì cũng sắp hết giờ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp bằng câu hỏi cuối cùng sư, liên quan đến Kalama. Dạ thưa sư, ở Kalama sư mời nhiều truyền thống về dạy, vậy có dẫn đến hệ lụy là dòng thiền nào mình cũng thấy có cái tâm đắc và không biết nên theo dòng thiền nào không? Dạ con kính tri ân sư. Tôi nếu cho tôi hỏi thì tôi sẽ nói thế này, thà là tôi dọn nguyên một bàn ai muốn ăn gì ăn, còn hơn là tôi dọn là có ngót một thì hiểu tôi nói gì không. Cái lòng của tôi muốn làm một cái party thiệt là nhiều món, một cái đại tiệc buffet, rồi ai muốn ăn gì ăn, kể cả những cái món như là chè có nước cốt, rồi ai bị tiêu chảy thì cũng phải chịu, nhưng mà ít ra cái buổi party của tôi là ăn là ngập mặt. Tôi thích hơn là mời tới như là miếng cháo trắng với khô quẹt đó, rồi cái nói ăn thì cái ấm bụng đó, thì tôi không có chơi điểu gì không. Bạn bè nó cất công tôi mua vé máy bay bay qua cái phát nhà đứa cái cháo cắt với miếng khô quẹt nó ăn thì cho nó chắc bụng, rồi cái đó cũng chơi, mà tôi cho nó ăn gọi là món chánh là một chục món, rồi tráng miệng một chục món, nước mà uống một chục món, rồi nó ăn đứa nào nó hợp nào nó ăn xong đứa thì bị bón, đứa tiêu chảy, đứa bị ói, cái chuyện gì của nó. Nhưng mà tạp ti của chấm là phải mình mong, đó là chuyện thứ nhất, nó nói về đời, nó về đi, nó về đạo. Tôi biết cái nào là tốt, cái nào là xấu đâu mà tôi lựa cho quý vị, và có trường hợp quý vị thứ nhất là tôi biết cái nào đâu mà lựa, tôi chỉ tin là vì là miếng điện thôi, bởi vì miếng điện là miếng bị cao tăng nhiều, cái nào bậy cái nó không có tồn tại được, tôi chỉ biết nhiều đó này, mình vẫn cao tăng nhiều cho nên cái gì bậy cái nó không tồn tại được, cái gì cũng phải có lý do để nó tồn tại trên đất miếng nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có khi quý vị hợp với truyền thống này mà không hợp với truyền thống kia. Rồi cái thứ ba, tôi không có thờ một riêng một truyền thống nào hết, là bởi vì bản thân tôi thấy truyền thống nào cũng có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới, chứ tôi không có xài dĩ dở nha, tôi không xài dĩ dở, mà tôi chỉ nói là truyền thống nào cũng có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới. Không, cho nên tốt nhất là tôi mời về, còn quý vị nào mới về hỏi đó thì tôi xin nghiêm túc khẩn khoản đề nghị, nếu yếu bụng dễ chột dạ thì nên ở nhà trầm mình tu mình nha, chứ đừng đi Kalama, bởi vì cái bị nó đi vậy sợ bị khùng, nếu là ở nhà cũng mình đi ha, trầm mình rồi khùng một mình. Còn ai mà có gan á thì tôi xin mời qua bên Kalama để làm quen với tất cả các truyền thống, người ta giúp mình tìm ra cái con người của mình á, mình hợp với cái gì ha. Còn cái gì nào mà thấy mà nhát quá hoặc là thấy mình ngon lành quá thì cứ ở nhà trầm mình và tự tu tự đắc hoặc tự khùng một mình. Ok để con chị anh xin. Dạ, thời gian của chúng ta đến đây đã vừa đủ. Dạ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp hôm nay.